Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thật thà niệm Phật. Vô thượng thậm thâm chi diệu pháp, bách thiên dạng kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyệt giải Như Lai chân thật nghĩa. Trong thời đại mạt pháp, ức người tu hành, hiếm lắm mới có một người đắc đạo, duy chỉ nhờ niệm Phật mà được độ. Trong thời đại mạt pháp, dù có trăm triệu người tu hành, cũng chưa chắc có được một người đắc đạo. Mai nhờ có pháp môn niệm Phật mà chúng ta có thể thoát khỏi dòng sanh tử ly khổ, đắc lạc và giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta bất hạnh sanh vào thời ma cường pháp nhược, nhằm vào thời mạt pháp xa cách Phật quá lâu. Tuy nhiên, trong cảnh bất hạnh, chúng ta lại may mắn gặp được pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là vừa tiết kiệm tiền, lại không tổn phí tinh thần, vừa dễ dàng, lại còn thuận tiện. Nhân vì niệm Phật, chúng ta sẽ thành Phật. Vì sao niệm Phật sẽ thành Phật? Bởi vì từ vô lượng kiếp trước, Đức Phật A-di-đà đã phát 48 đại nguyện. Và trong 48 nguyện đó, có một nguyện bảo rằng, nếu có chúng sanh nào niệm danh hiệu ta mà không sanh về cõi Cực Lạc, ta thề sẽ không thành chánh giác. Đức Phật A-di-đà phát ra những nguyện lực này, nguyện đều là nhiếp thọ chúng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng chỉ với điều kiện là chúng sanh phải có lòng tin, tin là thật có Đức Phật A-di-đà đang ngự tại cõi Tây Phương Cực Lạc, mà phát nguyện sẽ sanh về cõi Cực Lạc để làm đệ tử của Ngài, và thật lòng tha thiết xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Chúng ta phải có tính, nguyện và hành. Một khi đầy đủ ba thứ tư lương này, tất sẽ sanh về Tây Phương. Thế giới Cực Lạc không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, và không có ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mặc dù nơi đó có Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Dũng, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Chim Cộng Mạng, nhưng những giống chim đó đều do Đức A-di-đà vì muốn làm cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa ra. Đây là do cảnh giới biến hóa ra, chứ không phải thật có súc sanh. Cực Lạc thế giới không có dạng khổ nung nóng, cùng muôn điều ác ngập tràn phiền não như cõi ta bà. Cõi Cực Lạc ngày đêm, sáu thời đều diễn thuyết diệu pháp, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhưng nếu muốn sanh về cõi Cực Lạc, thì chúng ta phải niệm Phật một cách thành thật. Chúng ta không thể không thật thà niệm. Thật thà niệm là mình nhất tâm niệm Phật, và không màng đến chuyện mình sẽ thành Phật hay không thành Phật, cũng không màng về việc mình sẽ giảng sanh hay không giảng sanh, mà chỉ dụng công niệm Phật ngay tại lúc này. Niệm Phật, niệm cho được chuyên nhất thành thục và nhất tâm bất loạn, đến lúc sắp lâm chung, Phật A-di-đà nhất định sẽ tiếp dẫn chúng ta về cõi Ngài. Tại sao Đức Phật A-di-đà lại đến tiếp đón những người bình thường như chúng ta? Điều này rất là khó tin. Không sai, đây chính là pháp khó tin. Cho nên không người thưa hỏi mà Đức Phật Thích Ca lại tự nói ra kinh A-di-đà. Bởi vì không ai biết, cũng không ai tin pháp này, cho nên Đức Phật Thích Ca với tấm lòng từ bi, tha thiết đã nói cho chúng sanh thời mạt pháp. Chúng ta biết tu hành theo con đường tắt ở thời mạt pháp đây. Thật thà niệm Phật là miệng niệm Phật, tâm cũng niệm Phật. Đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta cũng đều niệm A-di-đà Phật. Khẩu niệm danh hiệu Phật A-di-đà, thân hành trì theo hạnh của Phật A-di-đà. Sao gọi là hạnh? Giống như hiện nay, chúng ta đang dự Phật thất. Bất luận là bận như thế nào, chúng ta cũng phải buông bỏ để tham gia Phật thất, và phải niệm cho được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn, tức là niệm này tiếp theo niệm kia, niệm niệm tương tục, không phải là mình niệm được một lúc, rồi thấy mệt mỏi, lại muốn bỏ đi nghỉ. Người mà lười biếng như thế thì không thể nào đắc được niệm Phật tam muội, đó gọi là không thật thà niệm Phật. Thật thà niệm Phật tức là nhất tâm, nhất ý niệm Phật. Lúc niệm Phật, những chuyện như ăn, uống,
mặc áo, đi ngủ, mình đều quên hết. Ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ vốn là chuyện thường tình. Đời sống con người không thể rời bỏ được. Mỗi con người, ngày ngày đều không thể thiếu những điều đó. Nhưng khi niệm Phật mà có thể quên được ba chuyện đó, thế thì chúng ta không biết là mình ăn uống, mặc áo hay ngủ nghỉ gì cả. Đó mới chính là thật thà niệm Phật. Nếu chúng ta biết lúc nào mình phải đi ăn cơm, đó không phải là thật thà niệm Phật. Hoặc biết là mình muốn mặc thêm áo khi trời lạnh, đó không phải là thật thà niệm Phật. Hoặc khi ngủ không đủ giấc thì mình muốn đi nghỉ, đó không phải là thật thà niệm Phật. Thật thà niệm Phật là bất luận đi đứng nằm ngồi gì, mình cũng chỉ biết có sáu chữ hồng danh: Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị niệm thành một chuỗi liên miên không đứt đoạn, cho đến tiếng nước chảy cũng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng gió thổi cũng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng chim kêu cũng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phải niệm cho đến khi Nam Mô A Di Đà Phật và tự chính mình không thể tách rời nhau. Niệm cho đến ngoài Nam Mô A Di Đà Phật không còn cái tôi, ngoài cái tôi lại cũng không còn Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật của tôi và tôi hợp thành một. Bấy giờ gió thổi cũng không thấu qua, mưa rơi cũng không lọt vào, thế là chúng ta đạt được niệm Phật tam muội. Nước chảy, gió động đều là diễn thuyết diệu pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó chính là thật thà niệm Phật. Giả như nước chảy biết là nước chảy, gió động biết là gió động, hoặc nhìn ngang ngó dọc xem các nơi có động tĩnh gì, đó tức là mình không thật thà niệm Phật. Nếu vừa niệm Phật vừa nhìn trước ngó sau như muốn ăn trộm đồ, đó chính là mình không thật thà niệm Phật. Thật thà niệm Phật là niệm nào đều biết niệm đó, niệm tư tại tư, không có vọng tưởng gì, cũng không nghĩ ngợi gì đến ăn ngon hoặc uống trà, chuyện gì cũng quên hết. Đây không có bí quyết gì, chỉ cần quản chế tâm mình trụ lại và đừng vọng tưởng thì đó là thật thà niệm Phật. Nếu quý vị không khống chế được tâm mà cứ lo vọng tưởng, thế thì không phải là thật thà niệm Phật. Khi quý vị đề khởi chánh niệm, đó tức là thật thà niệm Phật. Nếu quý vị cứ nghĩ ngợi lung tung và khởi tà niệm, thế là đã không thật thà niệm Phật. Cho nên, niệm Phật một cách thật thà là điều di diệu không thể nói. Nếu quý vị thật biết niệm Phật thời sẽ đạt được đại tự tại, không người, không ta, không chúng sanh, không thọ giả, và chỉ có tiếng Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Nói là pháp, hành là đạo. Chỉ nói mà không hành là như đến tiền của người, mình không được lợi ích chút nào. Hôm nay tôi nói đạo lý này, nếu quý vị hiểu rõ rồi thì phải thật thà niệm Phật, thật thà giữ Phật thất. Đây là thời gian quý báu nhất trong cuộc đời chúng ta, vậy đừng để nó trôi qua một cách luống uổng. Tôi hy vọng quý vị sẽ nỗ lực niệm Phật, đem cả ba tâm kiên trì, chí thành và thường hằng của mình ra để niệm Phật và giữ Phật thất. Giảng ngày 16 tháng 12 năm 1985. Ha ha ha, 问什么的说